Hello tất cả mọi người, lại là em đây. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ làm marble ombre nha. Đó rất là đơn giản thôi. Thì mình sẽ chia sẻ một clip. Clip hôm nay thì không có quá dài nha, tầm khoảng 13 phút thôi. Đó. Thì nói chung anh em sẽ tiến hành là làm theo cái cách thức mình đang làm ha. Một màu hot pink, một màu trắng, một màu light pink. Đó. Và cuối cùng là mình sẽ đi lại màu trắng. Đó, thì cái cách thức làm marble bằng ombre mà bằng gel này ấy, thì nó rất là đơn giản nha anh em. Đó, anh em chỉ cần một bước chuẩn bị tốt là mình sẽ làm rất là nhanh gọn. Đó, thì những cái mẫu này mình làm tầm khoảng 30-40 phút là xong ha. Và ăn tiền rất là ngọt. Đó, thì mùa hè này thì thả hồ mà làm ha. Thì anh em có thể dùng tất cả các màu nhé, màu nào cũng được. Đó, mình sẽ kết hợp mà cái cách thức làm thì tương tự như vậy nhé. Đó, mình sẽ lấy một cái cọ bản lớn nhé. Đó, một cái cọ bản lớn vậy mình xúc dọc xuống nhé. Đó, xúc dọc xuống vậy xong mình sẽ kéo ngang qua nhé. Đó, anh em có thể kéo ngang hoặc kéo chéo chéo xuống nhé. Đó. Đó, thì chỉ cần kéo ngang qua vậy thì nó sẽ ra hiệu ứng marble nhé. Thì anh em có thể kéo ngang hoặc là kéo dọc xuống tùy vào sở thích của mỗi anh em ha. Đó, thì nó sẽ ra cái hiệu ứng marble thôi. Đó. Thì anh em cứ đợi một xíu nha, mình để đó mình làm những cái ngón tay khác. Thì sau khi mà mình làm những cái ngón tay khác xong thì cái marble này nó sẽ loang đều ra nha, nó sẽ đẹp hơn. Đó, cái cách thức rất đơn giản đúng không? Đó, anh em thấy bước chuẩn bị này mình làm kỹ. Đó, thì mình sẽ đắp bột rất là lẹ đúng không? Đó. Đó, thì anh em chỉ việc kéo qua như vậy nhé, thì nó đã sẽ ra những cái món bô. Thì nói chung là cái này anh em cần phải có thêm một cái step nữa nhé. Đó, thì sau khi mà mình làm như vậy xong á, mình phải làm cho cái nước sơn này nó mỏng lại nhé. Còn để như vậy mà hơi đen là nó sẽ không có khô nhé. Tại vì nó quá nhiều nước sơn. Đó, nhớ nha, mình sẽ dùng cái tay đó, mình bóp nhẹ bên hai cái thân thì nước sơn nó sẽ tràn ra hai tay mình. Đó là nó sẽ mỏng đi nha. Đó, nhớ phải đừng quên cái step này nha. Đó, bóp nhẹ vào kéo ra là nước sơn nó sẽ mỏng. Đó, thấy không? Thì nói chung là mỗi anh em mỗi sở thích khác nhau ha. Tại vì cô khách này thích cái máu bồ làm phải có máu hồng đậm và hồng nhạt thì mình sẽ làm cái tông màu này nhé. Thì anh em có thể làm màu nào cũng được, xanh đỏ vàng tím gì cũng được nhé. Nó có sẽ ra màu bồ y chang nhau nhé. Đó, tùy vào sở thích của khách hàng. Thì sau khi mình hơ đen xong thì mình sẽ tiến hành đắp clear nhé. Đó, thì thay vì mình cái cục clear này là giống như là mình đắp ombre pink and white vậy thôi ha. Thay vì mình đắp màu white thì mình sẽ đắp màu clear nhé, đắp clear lên. Đó, đơn giản thôi. Đó, anh em sẽ đắp màu clear lên. Cái thứ nhất là để cho bột nó có độ dày. Cái thứ hai là nó bảo vệ được cái lớp màu bồ này nhé. Thì nói chung là có nhiều cách. Anh em có thể đắp màu nút ombre qua cái màu bồ này xong rồi anh em đắp lại bằng clear vẫn được nha. Đó, cách nào cũng được. Nhưng nếu mình thử hai cách thì mình thấy cái cách này làm ra nó dễ hơn và nó nhìn nó đẹp hơn. Đó, thì mình sẽ làm cách này nha. Đó, thì có rất là nhiều cách. Thì anh em có thể đắp màu nút ombre trước xong rồi đắp clear cover cũng được nha. Nhưng nếu đắp cách này thì nó nhanh hơn, nó đẹp hơn. Đó. Rồi, sau khi đó thì mình sẽ tiến hành để một cái bột nút vào nha. Đó, thì nói chung là đối với những cái màu ombre như thế này á, mình nên đắp cái màu nút mà nó có một xíu pink ha, và nó đậm hơn một xíu thì nó sẽ đẹp hơn nha anh em. Nhưng đều nói chung là mỗi khách hàng người ta có một cái sở thích riêng nha, người ta chọn màu nút yêu thích của người ta thì mình buộc phải làm theo thôi nha. Đó, còn nếu theo như mình, nếu mà cho mình tùy chọn thì mình sẽ chọn một cái màu nút mà nút pink nha, và đậm hơn cái màu nút này một xíu thì đắp marble, đắp ombre này nó sẽ đẹp hơn nha. Đó, thì tùy rồi, thì cái ngón này cũng tương tự nha anh em. Đó, anh em sẽ đắp một cục clear vào. Đó, rất là nhẹ nhàng đúng không? Đó, thì
Những cái mẫu này thì mình làm với khách thì mình lấy 75 đồng thôi ha. Đó, không quá mắc cũng không quá rẻ ha. Cũng không quá rẻ đến nỗi người ta phải chửi mình là phá giá, mà cũng không quá mắc đến nỗi mà em này không có đủ tiền trả, đúng không? Đó, thì nói chung là thuần mua vừa bán. Tùy vào mỗi thành phố, mỗi khu vực mình làm thì mình lấy cái giá sao cho nó phù hợp nha. Đó, thì nói chung là giá cả thì mỗi nơi mỗi khác, đúng không? Đó. Mai một mình nổi tiếng thì mình có quyền lấy giá khác nữa ha. Còn bây giờ mình cùi bắp thì nên lấy giá phải chăng để có khách mà làm nữa ha. Đó, chưa nổi tiếng, chưa thành công mà lấy giá trên trời là chỉ có nước mà ngồi hút chảo thôi ha. Chảo không có mà hút nữa. Đó. Thì nói chung là làm nghề này thì giá cả mình nói chung là mình không có chặt chém nha anh em. Đó, mình lấy giá cả phải chăng thôi. Thuần mua vừa bán, mình lấy giá sinh viên. Đó, thì để cho tất cả mọi người đều có những bộ néo đẹp đó, thì mình lấy giá hợp lý, thì nói chung là chắc chắn là ngày nào mình cũng có khách dụa ha, ngày nào cũng dụa khách đều đều đó, thì nói chung còn mình lấy mắt hơn thì khách mình dụa ít lại, nhưng điều tiên mình dụa một buồn éo sẽ nhiều hơn, thì đó mỗi người mỗi chọn lựa, đúng không? Đó, thì nói chung là không có con đường nào sai cả, đúng không? Đó là sự chọn lựa của mỗi người. Rồi quay lại chủ đề néo, thì mình sẽ đắp ba ngón nhé. Mình sẽ tiến hành đắp ba ngón và mình dũa xếp luôn. Đó, thì tại vì mình không muốn video nó quá dài nên mình đắp ba ngón thế, để anh em có thể hình dung được cái cách thức đắp thôi ha. Đó, rồi tới phần dũa xếp chảy máy thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn nha. Đó, thì hôm nay là chia sẻ cái cách thức đơn giản để anh em biết thôi. Đó, thì đắp lía này thì đơn giản, đúng không anh em? Đó, anh em cứ đợi nhé. Thường thường bột lía nó sẽ không có nói chung là nó lấu đựng hơn nha, nó rất là dẻo, nó lấu khô hơn nên mình phải đợi một xíu nha. Đợi một xíu, khi mà nó đứng rồi thì mình mới tiến hành vuốt nha. Còn bột lia mà anh em mới đặt lên mà nó chưa kịp đứng mà anh em vuốt là nó trôi hết bột, là không có đủ độ dày đâu nha. Đó, nên phải làm bột này là phải bình tĩnh nha. Đó, phải từ từ thôi, không có gấp được nha. Sau đó mình sẽ tiến hành đắp màu nút lên nha. Đó. Thì nói chung là mẫu nút này thì đơn giản rồi, đúng không? Đó, anh em chỉ cần đặt vào và cho nó tròn kiriko, chỉnh cho nó tròn kiriko trước, xong mình vuốt nhẹ là nó ra thôi. Tại vì cái nước mình xài là liquid solar 100% nha anh em. Đó, nên rất là dễ đắp và nó rất là lâu khô, nên mình tha hồ mà mình chỉnh nhé. Đó. Và đặc biệt khi mình đắp nước này thì cái tay nó có chất lượng tốt hơn anh em, khách nó đi được lâu hơn. Đó, mình luôn khuyên anh em là nên xài nước liquid 100% nha, để cho cái bộ tay nó đảm bảo được chất lượng, nó đi được lâu và không có bị líp, bị búng, bị dột. Đó, thì nên xài những sản phẩm tốt nha. Rồi thì mình sẽ tiến hành dũa xếp nha. Đó, thì dũa square này thì đơn giản thôi ha. Có như anh em nói mình làm video chia sẻ sẽ cách dũa square ra sao, thì thực sự mà bữa giờ mình ra clip về dũa square thì chắc cũng 30-40 clip rồi ha. Thì anh em có thể xem lại những clip cũ. Đó, thì cái cách thức dũa square này thì đơn giản nhé, anh em chỉ cần kéo cho nó thẳng là được đấy, đúng không? Đó, đừng để cho nó bè thôi. Đó, cứ kéo thẳng xuống và kéo đầu móng nó ngang nữa thì nó ra thôi đó. Rất là đơn giản. Cố gắng kéo sao cho nó thẳng thốn thôi. Và đừng để cho nó bè ra nha, nhớ phải thẳng nha. Đó, trừ khi khách nào yêu cầu bè thì mình để cho nó bè, còn những cô khách mà không nói gì thì mình cứ kéo cho nó thẳng thốn thôi ha. Thì nói chung là mỗi khách hàng mỗi sở thích. Đó, thì cũng có những cô khách không thích thẳng quá, không thích bè quá, người ta thích tọp tọp vô một xíu. Đó, không quá square mà cũng không quá coffin thì mình sẽ dụa tọp vào hơn xíu nha. Thì nói chung là tùy vào mỗi khách hàng thì mình sẽ điều chỉnh cái cách thức mình dụa, đúng không? Đó, thì nói chung mỗi khách hàng một sở thích. Đó, mình chỉ cần gài đúng chỗ ngứa thì người ta sẽ vui vẻ thôi, đúng không? Rồi mình sẽ tiến hành chạy kiriko nha. Đó, nhẹ nhàng thôi. Đó, thì cái đầu dụa này là đầu dụa kiriko tinh thần của mình nha. Đó, thì anh em có thể dùng nó để dụa kiriko lín móng, chạy mặt móng đều được hết, nhưng đều mình thì mình thích xài kết hợp. Mình dùng cái đầu này chỉ để dành dụa kiriko thôi ha, tại nhà có điều kiện.
Đó, cái đầu này là để dùa Kiriko, không cắt chảy máu, không cắn móng, nó rất là ngọt. Sau đó mình sẽ tiến hành là dùng cái đầu medium nha. Đó, mình dùng đầu medium, mình sẽ chạy cho mặt móng nó láng nha. Mình chỉ cần chạy cho khu vực Kiriko nó có một độ lai ra nhất định, mặt móng láng và hai bên hông móng là mình thành công nha. Đó thì cái kết thúc các anh em có thể thấy ha, mình dùa rất là nhanh. Thì tại vì cái đầu medium này nó đi bột rất là nhiều anh em chỉ cần lướt nhẹ thôi là bột nó bay rất là nhiều. Chứ kể nếu mà mình cầm cái đầu dũa mình mà mình chạy thì không biết khơi nào mà xong, đúng không? Đó thì nói chung là anh em đừng có sợ cái đầu này nó không có láng nha. Cái đầu này nó vẫn láng nha, mặt móng nó vẫn láng. Nếu mình biết cách đi đều tay thì cái mặt móng nó vẫn láng như cái đầu mình thôi, nó không có khác biệt nha. Nhưng điều ưu điểm là nó đi bột nhiều hơn nên mình đỡ phải chạy qua chạy lại nhiều lần, đúng không? Đó. Thì muốn được như vậy thì lúc đắp bột anh em cũng cố gắng ha, đắp sao cho nó mướt, đắp sao cho nó lãng rồi thì mình không cần phải chạy nhiều. Đó. Thì tùy vào nha, nếu anh em đắp không kỹ thì mình phải chạy nhiều. Còn mình thì nãy mình đắp kỹ rồi thì nên mình sẽ không có chạy quá nhiều nha. Thì tùy vào cái tình trạng đắp bột của mỗi anh em thì mình sẽ điều chỉnh mình chạy bột chạy máy nhiều hay ít nha. Đó. Đó, thì nói chung là sau khi mà chạy máy này xong thì mình sẽ tiến hành buffer và sơn thúc cốt là mình lùng tiền được thôi đó, rất là nhanh gọn, đúng không? Đó, thì nói chung là đây là những cái mẫu neo gặt hái rất là nhiều tiền cho mình nha. Đó, mẫu này là mình thích nhất đó, làm rất là nhẹ nhàng mà ăn tiền rất là ngọt. Đó, vài chục phút thôi ha, 3-40 phút là có 70-75 đồng, 75 tay này mình lấy 75. Đó, 3-40 phút mà có 75 đồng là quá ngọt rồi, đúng không? Đó, lương là gọi là lương kỹ sư luôn rồi đó, đòi hỏi gì nữa. Đó, làm ra cho 10 đồng nữa là thành 85 đồng, đúng không? Đơn giản vậy thôi. Đó, thì mình sẽ sơn thúc cốt và mình sẽ show cho anh em cái finish là mình end video ở đây nha. Đó, thì anh em nào mà chưa đăng ký kênh có thể nhấn vào nút đăng ký nha, để mỗi lần mình livestream YouTube sẽ thông báo cho anh em biết. Và anh em nào mà thấy video mình chia sẻ bổ ích thì cho mình xin một like ha, để mình có nhiều động lực để ra liên tục video cho anh em xem ha. Video nào bổ ích mình sẽ cố gắng ra liên tục nha. Rồi, thank you anh em đã xem video hôm nay của mình ha. Hẹn anh em vào một video kế tiếp. Bye mọi người.